Trời ơi, tôi được không? Ngọc quay shop đây mua một tặng một. Hả? Mày không nghe lầm đâu. Khi mua một sản phẩm Kobe của Ngọc Quang Shop sẽ luôn được tặng một phần quà đính kèm. Hôm nay sẽ là một chiếc máy khoan với công suất 800W, công nghệ Nhật Bản và Đức. Tặng kèm một phần quà. Đó chính là một bộ mũi khoan 8 món có kích thước từ 3mm đến 10mm chuyên để khoan gỗ. Còn bây giờ chúng ta hãy thử xem bên trong nó có những gì nhé. Đầu tiên là một chiếc máy khoan nặng 2,4 kg, cầm khá là chắc tay, giống như hình khẩu súng luôn. Ở đây có hai chế độ này, chế độ búa và chế độ khoan tường. Khoan tường thì khá là ok nhé. Khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, khoan bê tông, để chế độ khoan thường khá là ok. Chế độ búa này thì đục bê tông chắc chỉ sơ sơ thôi, không phải là máy chuyên đục bê tông nhé. Ở đây chúng ta có cần cả đồ chiều, cò, khóa giữ cò này, màu đỏ đen trông khá là đẹp luôn, thích đỏ thì chọn cái màu đỏ này. Thứ hai là một chiếc tay cầm trợ lực, một chiếc thước đo căn chỉnh độ sâu và một chiếc khóa mở kẹp. Cùng lắp thử một mũi khoan và test nó xem sao nhé. Thì nó lắp cái tay cầm này trước đi. Thì anh em thuận tay nào thì lắp vào bên đấy nhé. Thước này. Lắp luôn mũi to nhất 10mm nhé. Thử cắm điện xem sao. Nhìn cái tâm của nó này, nhìn cái tâm này, vững tâm luôn đấy, không có sự rung lắc nha. Tâm đứng im luôn. Ở đây có chỗ để treo máy nha, nhưng mà chúng ta làm việc ở trên cao ấy, có thể luồn một sợi dây và quà mọi người đem theo rất tiện lợi. Về ngoài ấy thì mình giá là khá là đẹp, chắc chắn. Để cho anh em xem ở cái chế độ khoan gỗ của nó nhé. Nó làm đẹp thôi.
đặt vấn đề.